đúng không? Quý vị không cần biết Kiệt là ai, Kiệt cũng chưa từng xưng Kiệt là ai, nhưng mà quý vị ở trên cho Kiệt lộ cơ cứ nói, nhưng mà Kiệt chỉ nói nửa nửa đến chi phân nửa người hiểu về sấm cơ của Đức Thầy á, là có lòng tin là chứng minh kinh sấm sáu quyển của Đức Thầy, không biết bao nhiêu quyển, là có thật. Sư phụ, những lời sư phụ nói đều là trúng hết, có thật. Ở trong đó có vị này vị kia, Minh Dương khóc rồi này kia, phải chớ nóng nảy sân si hư diệt, phải đợi chờ thằng Kiệt hồi quy. Đại khái là chứng minh trong kính sấm Đức Thầy có thật. Nhưng mà trên này Kiệt chưa bao giờ có clip nào Kiệt nói tôi là ông này hay là gì kia. Nhưng mà về phần đạo á, Kiệt cũng phải cho một số người có nguồn hy vọng, chứ họ chờ tới 3-4 đời. Đời hôm nay họ nhiều khi bây giờ 70-80 tuổi không biết sống nay chết mai, thì có là để mà gom lại để cho tất cả những người lạc đạo quay trở về, để cho đông đảo. Sư phụ muốn tất cả đệ tử sư phụ có đi lạc đường tới ngày hôm nay Kiệt xuất hiện cũng phải quay lại, đó là Kiệt phải lộ phần nữa. Còn phần nữa mà tự Kiệt xưng Kiệt chưa có. Ở ngoài kia cộng sản hay là những cái thế lực họ hiểu về sấm cơ của sư phụ, họ tạo ra biết bao nhiêu người giả, thiên tử giả, minh quân sư giả, minh dương giả, đủ thiếu hết. Người này kia có chục người ngoài đó, nhưng mà mỗi người phải có chánh kiến mà nghe, nghe Kiệt có lợi ích gì, có vui, mạnh khỏe và có niềm tin. Kiệt đâu có lên đây để xin tiền ai hay gây quỹ vận động ai làm gì đâu, đúng không? Những kênh kia toàn là xin tiền không, thì phải coi lại. Nhưng cái quan trọng nhất quý vị phải nên biết, Kiệt biết chắc Kiệt là ai, Kiệt biết thì Kiệt mới lên đây Kiệt nói. Nếu không, bảy dòng hào quang của Kiệt không bảo vệ cộng sản Trung Cộng hay là tụi tình báo Hoa Nam hay là những cái thế lực mà gọi là tà đó, tụi nó cũng xài thần thông, mà thần thông tà nha, nó quýnh từ xa mình cũng mệt á. Kiệt có bảy dòng hào quang, có bốn ông rồng hộ mạng giữ cái xác phàm để chờ gặp sư phụ lập hội Long Hoa. Người thường không có thể nào mà ngồi ở đây mà lót chót ba cái chuyện tâm linh gì dẫn nói như vậy được đâu. Thì người cao siêu á, người ta mới hiểu. Không ai dám đặt cái bàn gọi là tế trời để xin cho thế giới bình an. Chỉ là gọi là lập bàn cúng thì được, mấy thầy á, 10 ông á, tu gọi là đức hạnh á, chưa chắc dám làm. Hồi bữa thì vừa lập cái bàn khấn xin, lúc đó cha và chư Phật hiện về hết, đầy núi Thiên Long Sơn hết, không có vị nào thiếu hết, và tất cả những vị thần ở ngoài bên kia trái đất cũng quay về hướng cha, tại họ có thần thông họ biết. Thì lúc đó cha mẹ tất cả kia vị về đều gia hộ. Ngay lúc đó tự nhiên mà đang nóng, mà ở bên Ukraine bão tuyết 40 cây số, xe tăng của Nga bị đông lạnh, không chiếm được thành Kiev. Lúc đó quý vị nghĩ có gì màu không? Và có mấy cái clip Kiệt ngồi dưới gốc cây đó, bảy dòng hào quang của Kiệt, ba dòng dòng đó, quý vị đó là không chứng minh là gì nữa. Cái trán Kiệt có thiên ấn, cái bàn tay Kiệt có chữ thập, con thợ mộc là đây. Thì người nào hiểu về tâm linh, hiểu gì Kiệt nói là thì người ta sẽ biết. Còn bên công giáo không hiểu thì cũng phải làm ơn tin chút. Là gì? Chúa thời nay không có chọn mấy người mà học giỏi, mà từ bên tòa thánh Vatican hay là cha Hồng Y này, những người thông suốt về đạo công giáo mà để đi truyền tin. Mà tại sao chọn Kiệt là người hiểu về Phật nhiều mà lại đi truyền tin? Là vì Chúa sau này muốn tất cả con chiên của Chúa phải dùng hết cái kinh điển Phật để có lòng từ bi và biết có linh hồn tái sanh. Bên công giáo không có biết mình tái sanh, không tin mình có cái thần hồn để mà chuyển thế. Và đồng thời họ không có tin cái nghiệp, cái nghiệp mình làm, cái nghiệp nó sẽ dính đời đời. Chứ không có Chúa nào mà tha mình chẳng nhà, không phải đi ngoại tình cái che cái mạng cái xin lỗi Chúa một cái, có ông cha ông ngồi ông cười nhẽm nhẽm nha, xin gom ông tha. Ồ con đừng ngoại tình nữa nghe con. 3 ngày sau bà có ngoại tình tiếp đó. Cái đó là hình thức, Chúa không có nói như vậy. Hôm nay Chúa cho một người hiểu về Phật một chút lên đây làm truyền tin của Chúa, nó đầu đời Kiệt có nói vậy đó. Để sau này đạo công giáo cũng học Phật luôn, học là đạo Phật là công thức, thì lúc đó thế giới mới bình an. Cả Hồi giáo cũng học Phật nữa thì thế giới mới bình an.
thì mình không còn gọi là thánh chiến nữa. Jerusalem sẽ không có nằm ở Jerusalem bên Do Thái nữa. Tại lúc đó đó là bây giờ đó thằng Aran với Do Thái đang đánh nhau rồi. Chúa cũng chán hàng khỉ đó rồi. Chúa nói thôi ta về núi Cấm luôn, xong. Đó là núi Cấm sẽ là thánh địa trong tương lai là vậy. Những lời hiện nói nó hơi cao siêu của những người hiểu thì người ta nói là thường. Còn những người không hiểu thì từ từ gán mà hiểu. Có người nào mà cứ nhắn tin hay comment chửi Kiệt á, nhớ cho Kiệt cái tên, cái hình để Kiệt xin. Nếu không á, quý vị sẽ không có được Chúa rước có nghe. Thì Kiệt cũng sẽ bị cha la đó, nói con không có làm hết khả năng để mà cứu họ.